nghe tiếp đến đôi này. Ngày đó mình quen nhau trên đường hoa tím nở, em nhẹ mỉm cười e thẹn trong nón bài thơ. Tình đẹp như mơ mình đón đưa mong chờ, hỏi ai có đâu ngờ tình mình tan vỡ chia đôi. Người bước vội sang sông khi loa đôi ba đều có tiếng loa đẹp xuất sắc, và xuất sắc là cái đơn vị mà dòng loa bán nhá. Em là mẹ bao đảm bảo bao di tuyệt đối cho em. Tình là bài thơ chiều cao tầm 28, chiều ngang tầm 16-17, còn chiều sâu tầm 24-25. Những cái mặt phẳng này anh em gọi nó là tuyến loa, cụ loa. Còn cái chuyện xuất phát là chuyện quá bình thường của loa bài. Ngày xưa mình cùng bước chung đường, cùng nắm chặt tay thề yêu mãi sau. Ừ im nhìn nhiều nhẹ trong nhau chiếc hôn đầu tiên chưa thắm môi, ngõ về chung một lối đường tiến ngày nay mình anh ở nơi này, nhặt lá vàng rơi nghe đau xót tươi buồn. Ôi nhé người ơi, tình ta chỉ thế thôi, đời không như giấc mơ, nỗi đau thương bao chưa. Lời cuối dành cho nhau, xin đừng quay bước vội. Khi vừa phản như thế là có nghĩa là cả hai loa đều hoạt động bình thường anh em nhé. Xin chào.